Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân. Ngày 26 tháng 8 tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, căn cứ biên bản kiểm điểm, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Vân, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, đơn vị bầu cử số 1, gồm thành phố Cà Mau và các huyện Thới Bình, U Minh vì đã vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Trước đó, vào chiều ngày 10 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa 15, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình Sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Tại kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào hồi giữa tháng 7 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật khai trừ ông Lê Thanh Vân ra khỏi đảng. Ông Lê Thanh Vân bị xác định suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ông Lê Thanh Vân còn có hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác. Ông Lê Thanh Vân bị bắt khi mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng. Chiều 10 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa 15 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình Sự. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên. Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật. Trước đó, cùng ngày 10 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 1090/NQ-UBTVQH15 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Lê Thanh Vân, 60 tuổi, quê tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trình độ tiến sĩ luật. Ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội các khóa 13, thành phố Hải Phòng, 14, 15, tỉnh Cà Mau và là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách các khóa 14, 15. Ông Lê Thanh Vân nhiều năm làm việc tại Quốc hội tại vụ hoạt động đại biểu dân cử, nay là Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tài chính Ngân sách. Ông Lê Thanh Vân cũng có hơn một năm được luân chuyển về địa phương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015, trước khi quay trở lại Ủy ban Tài chính Ngân sách giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban này. Ông Lưu Bình Nhưỡng liên quan gì đến Cường Quát? Vào đầu tháng 12 năm 2023, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, ông Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã báo cáo trước Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri Nhân dân tỉnh Thái Bình về tình hình vi phạm, tội phạm năm 2023, kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, xét xử án hình sự. Trong đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông tin về vụ việc liên quan đến khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, tức Cường Quát, sinh năm 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình,
Cường Quát là đối tượng giang hồ cộm cán, từng có 3 tiền án, đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020 đến năm 2022, Cường Quát và đồng bọn, đồng phạm đã cưỡng đoạt của một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác tại mỏ cát ven biển, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy với gần 5 tỷ đồng. Thông qua việc Cường và đồng phạm tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc lập vây, lập chòi các bãi chiều có diện tích khoảng 180 ha, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được với giá 1.500 đồng một mét khối cát và nhân với 700 mét khối một tàu, theo phương thức đếm tàu tính tiền, tức là một tàu vào khai thác cát khoảng 700 mét khối, muốn đi qua bãi của Cường Quát phải nộp 1.500 đồng một mét khối. Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước, ông Lưu Bình Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, nhưng Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi. Cường đã nhờ ông Nhưỡng can thiệp tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự, gây khó khăn nữa. Sau đó, Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với người được pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, không một cơ quan nào có thể tự mình quyết định và thực hiện được. Tất cả hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng đều được thực hiện theo quy trình, quy định, có cơ chế kiểm soát, hoạt động của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giám sát trực tiếp, toàn diện, chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn khi có đủ căn cứ theo quy định pháp luật. Nếu để xảy ra oan sai, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan thi hành tố tụng cũng xác định ông Lưu Bình Nhưỡng có những đóng góp tốt, có nhiều kiến nghị về những vấn đề xã hội phải ghi nhận. Tuy nhiên, một người có thể đúng chỗ này, đúng chỗ khác nhưng không giữ gìn gì thì khi vướng mắc cũng phải xử lý. Ông Nhưỡng có vi phạm, phạm tội cũng phải xử lý. Việc khởi tố, xử lý hình sự này thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là không có vùng cấm, không phải là nguyên đại biểu Quốc hội hay người nổi tiếng vi phạm pháp luật thì được miễn trừ. Bất kỳ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý theo quy định, ông Lại Hợp Mạnh nói. Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã thu giữ, quản lý nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác đang được điều tra, xác minh và phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, bảo đảm toàn diện, triệt để, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Trước đó, ngày 14 tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, về tội cưỡng đoạt tài sản. Nơi ở, nơi làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng bị khám xét. Việc bắt tạm giam này là từ kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường gọi là Cường Quát, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đối tượng có 3 tiền án, cưỡng đoạt tài sản. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.